Ok. Từ ngã sáu Cộng Hòa mình rẽ qua Ngô Gia Tự để mẹ lấy cái cuốn sổ coi đấy. Trời ơi, mẹ con thấy giống
khác mình sẽ đi quận 10 sao? Vòng lại thôi. Thấy cái này quay trở lại lịch sử. Nếu mọi người có xem video của mấy ngày trước thì cũng có thể biết là mẹ của Như Ý cũng thấy có một cái bảng nói là chùa kia. Cái mẹ của Như Ý hả, đi kiếm chùa nhưng cái cuối cùng không thấy cái xác chùa đâu luôn. Tại mẹ nghe nó mùi nhang thơm lắm nè.
Thank you.
Tao đâu có làm chuyện đùi vô á. Cảnh nó có hiểm.